Chúng tôi lại tiếp tục đi dạo quanh bờ hồ thành cổ thị xã Sơn Tây trong những ngày cận kề với Tết Nguyên Đán. Quốc Sơn Tây đây, nhà vườn Quốc Sơn Tây đây. Đây ạ. Sơn Tây bác ở phường nào? Dạ, em ở phường Viên Sơn ạ. À, phường Viên Sơn. Vâng ạ. Đặc trưng Quốc Sơn Tây gái là cũng nhiều thế hệ quất đấy. Như cái cây to này thì giá bao nhiêu bác? Bao nhiêu ạ? 6-700 ngàn nữa. Ơ, rẻ thế nhỉ? Rẻ thế anh Huy. Nghe trông quất này cũng không hề. Này còn có cả quả xanh, có cả hoa luôn này. Thế là nhiều thế hệ anh. Vâng, tuyệt vời rồi. Lộc có 6-700 ngàn rẻ. Quả thế nhiều. Vâng, chúng tôi lại tiếp tục đi dọc veo ven theo thành cổ. Chào bác nhá. Khu vực này là toàn các nghệ nhân của thị xã Sơn Tây. Những các cửa hàng hoa. Chủ yếu là hàng ngày, hàng năm là đều sản xuất hoa phục vụ người dân thị xã đây. Đây là giao hàng. Bàn tay của người làm hoa khéo tay quá. Còn trang trí những cái chậu hoa rất nhỏ nhắn xinh xắn như này. Đây những cái chậu này tôi rất thích này. Cứ như này khéo. Vâng, cái này nó chính là nằm trên một cái chậu rẻ quạt. Rất đẹp. Rất đẹp. Tôi cũng xếp anh ạ. Nó tính hồng hết mà. Đẹp quá. Lên. Anh thấy nó năm nay là nó có sau một năm này sắc màu là hơn. Đẹp, tuyệt vời. Quần áo trẻ em. Vâng, chúng ta lại đến tiếp một gian hàng hoa lan rất lớn nữa. Cửa hàng hoa này là nổi tiếng Hạnh Trường của xã Sơn Tây. Vâng. Chính là thương hiệu là nằm ở đối diện bệnh viện. À, kia. Vâng, đấy chính là gian hàng. Chính là gia đình với trụ sở bên này này. Gian hàng cũng có thương hiệu về hoa cây cảnh. Hạnh Trường. Hoa. Hoa. Hoa xã. Chuyên về hoa. Chuyên về hoa luôn. Vâng. Và sản phẩm của họ bày ở bên này nữa. Tiệc tùng đám cưới lễ hỏi. Đây có niêm giá yết, niêm yết giá sẵn không? Gian hàng này hầu như cung cấp cho toàn bộ những cái đẹp quá công chức là cái công sở, một công sở với cả các đại gia, đúng là đại gia chưa làm. Đây như cái bộ to mà chậu này đẹp quá, kể cả từ đôn này. Vâng.
Trung Quốc hết mà, đây Trung Quốc hết, cả đôn cả chỗ Trung Quốc hết. Mạ vàng. Đây á, chỗ này á. Con cu bảo không phải. Chỗ này có phải làm 3 tầng đâu mà nhỉ? Đây á, 1 tầng, 2 tầng. Không làm 3 tầng. Dạ, không làm 3 tầng. Không phải chỗ 3 tầng đâu. Không phải chỗ 3 tầng mẹ, cô bảo không chỗ 3 tầng. Bắt nát quất. Anh thấy quất bên này nó vàng hơn. Đấy, nghệ thuật của ta nó khác hơn. Quả nhỏ và dày quả. Còn dày quả. Quả chín lên. Quả nhiều hơn lá. Quả nhiều hơn lá. Nhưng mà tôi sợ là chơi lại không được lâu ạ. Không, cái này quất thì người ta giữ được lâu. Quất thì quất chơi hàng 6-7 tháng thôi. Đấy, thì hai cây này khác hẳn nhau. Vâng. Đào bích. Vâng, gốc này gốc toàn gốc lão đào hết thành. Xong là người ta ghép à? Không ghép. À. Nhưng mà gốc già, người gốc to nhưng người thu về. Nhưng gốc này bao giờ người ta khi người ta chơi người ta phải thu hồi về. Vâng. Một là mình chơi xong mình lại bán lại nhà vườn. Còn đây là cây đào phai. Vâng. Hai màu cái này. Còn cái này thì ghép. Vâng. Cái này thì ghép hoàn toàn. Nhánh dưới là đào bích. Vâng, nhánh trên là đào phai. Vâng, cái này ghép, cái kia là không ghép. Dáng này là dáng đặc trưng như ngày xưa đây. Dáng long này anh. Long. Đúng rồi, long này. Của đào bích thì hầu như là kép anh ạ. Ừ. Kép bao giờ nó cũng dày. Cánh nó kép. Đây là khoai nó cũng dày. Khoai. Chưa. Ôi, có một cái gốc đào dáng phiêu đẹp quá nhỉ. Mấy gang? Anh 1 mét à? Vậy đường kính 30, ba hơn 30. Đường kính 50 đây anh ơi. Đường kính 50 thì vanh phải 1,5 mét. Dạ. Đường kính 50 thì vanh phải 1,5 mét. Phải 7 gang ấy. Hơn 30, hơn 30. 30 vâng. Hơn 30. Đường kính thì tầm khoảng 35. Gốc đào. Hỏi cây đào này bao tiền? Em cái đào này bán thì bao nhiêu tiền? Chục chục đó. Chục về thì chục. Bán đất thì 15 triệu, về thì tầm 12 triệu. 12 triệu. Bán đất là 15 triệu. Thế thêm 3 triệu nữa là được cả cây đào. Đấy, thì là nhưng mình phải có nhà vườn. Đấy, mình phải có đất trồng. Nói chung là các bác về mà có trồng cây đào này cũng phải thuê cổng mới nhấc ra được cây, là cũng phải dùng chuẩn cổng đấy bác ạ. Rồi, cái này dùng to cổng phải... cho vào, dùng cổng cho ra đấy, chứ còn mình không thể khênh được. Nặng không thế bác... về sân nhà thì để vị trí cố định chẳng hạn. Gốc bên này to. Ôi giời.
Nhà này hai gốc đào hai bên to thế. Vừa đẹp quá mà. Cây này siêu đẹp. Cây dáng siêu hay, cây bonsai, siêu. Cây này dáng trực. Như cây này mà bán thì bao nhiêu em ơi? Cây này 10 triệu. Cây này có 10 triệu. Vâng, cây này dáng đẹp. Thân thì to hơn nhưng mà dáng thì thua. Cây kia là dáng siêu đẹp. Siêu đẹp. Đấy, cây đào to như này có 10 triệu. Chơi của dân Hà Thành ấy, ở dưới Nhật Tân ấy. Vâng. Hầu như là bích đào nhiều. Để lúc nào đến hàng nào để hỏi cây tầm chung chung khoảng bao tiền. À, để quýt nhìn cảnh. Đẹp không? Nhưng mà không biết có ăn được. Chắc là ăn được, quýt là phải ăn được. Sợ nó lại thuốc cao gì chẳng. Không, cái đó thì tất nhiên là kê rồi của nhà vườn người ta phải đảm bảo chứ, để giữ quả chơi được lâu dài. Bắt đầu từ đây là đào nhiều này. Từ cái gian hàng này là đào nhiều. Anh em xem cái siêu thử để chơi. Tí nữa. Xem không khí giao lưu. Vâng. Bao nhiêu tiền cây đào đấy anh ơi? 1.8 triệu. 1.8 triệu. Đấy nhá. Anh cứ bảo đấy là anh gọi điện cho em nhá. Không phải gọi. Anh nhớ nhá, nhà tôi là đối diện với nhà bà Liên nhìn sang nhé. Đây đây bạn không chứ không đồng ạ. À, sau Tết là giá không đồng. Vâng. Vâng. Thì là không phải gọi em nữa nhá. Thì bạn là đây xem cây này giá bao nhiêu, cây tầm trung này đẹp rồi. Nhưng mà cây này nó non. À, cây này nó non. Như cây này là bao nhiêu hả bạn ơi? Cái nào á? Cái này thế đấy. Thế à? Cũng là 1.8 triệu. Em thì em thích cao nên em lấy cái kia, còn nếu mà anh thích tám rộng mà điệu đà thì lấy cái này. Mua cho bố bầm là phải cao hơn đúng không? Em thì em lại thích cao. Nhưng mà kể ra mình mua cây này nữa thì đối với cái cây đối diện với nhà bà Liên. Sinh đôi rồi anh. Ở đây chơi một tí. Đây là con của bác Xuân đấy. Đẹp quá nhỉ. Nhìn những cái bóng cây đào sướng thật đấy. Cứ như thế này anh em chúng tôi sẽ đi xung quanh bờ hồ với 3 km đường dài. Những thì vẫn còn ít bạn ạ. Hôm qua ngày 23 thì chắc chắn sẽ kín. Sẽ kín luôn đúng không? Vâng. Gian hàng đã vừa hết thì nó chưa chuyển hàng. Thì phải làm nghề mới làm được. Vâng. À, chào Hy nhá. Chào tôi Sinh. Đi kiếm được cành đào cành quất nào chưa? Chưa. Đây là khu vực này là quất chum là chính. Hôm nay phải đem nhiều cây ra. Dạ. Hey,
giảm giá tất tật tật, giảm giá tít tìn tịt. Một triệu ba cây quất chum đấy. Nhà là trực quyền. Trực quyền, rõ đẹp. Trực quyền. Ô, oh, đào thế hay quét rồi. Ghê ghê. Này đào này. Ui, lên cái nào đấy. Như cái này bao tiền? Nước lên này thì nó bắt đầu là ông đây ông chụp xuống, ông phải nước ngang này mới nước lên. Thế đẹp mà. Chơi cái vâng, đây là một gian hàng canh có rất nhiều những cây đào thế đẹp phết. Cái tay của nó răng lu rất đẹp. Rồi răng đẹp mà, lu đẹp. Cái này chơi được lâu đấy, năm nay chơi này được lâu. Ví dụ như cây này thì giá bao nhiêu hả chú? Một triệu à? Được, dạ, không phải là cao. Về kiếm cái chậu men nữa là đây thì mất khoảng 1.4 triệu. Là đẹp. Còn mua 400 nữa mà, 400 nữa là được. 200 là đẹp lắm. Là gốc già nhỉ? Còn gốc già. Gốc già từ đầu 53 hả cháu? Gốc già đấy. Rồi. Đây cắt bỏ thằng này đi. Cắt bỏ thằng này. Nhà vườn nó để nào? À, nhà vườn để nào để thế đúng không? Đại, ô tô chở quất đến đây này. Xe quất đang chuyển vô đấy, toàn quất chum, quất vại. Hôm nay quất đẹp. Hôm nay quất đẹp. Chủ yếu là quất chum. Quất đẹp của cây đó. Không có thời tiết hôm nay cũng ủng hộ rồi. Nhưng sau mới rét thì chắc. Mãi sau mới rét còn đâu được rồi, nắng ấm cả. Chúng nó xếp lên chủ yếu đẹp. Nhiều quất chum đẹp quá nhỉ. Đẹp không vâng? Quá đẹp. Đây. Xuất xứ từ đâu đấy, đấy? Xuất xứ ở Nhật Tân mà. À. Quất Nhật Tân, Hương Yên có hết. Nghỉ rồi. Văn Lâm, Hương Yên, Nhật Tân có hết. Vâng. Nó tươi quất bác ạ. Con này nó tươi. Đây là một gian hàng quất chung quất vại nha. Đối diện vâng. Vừa với canh vẫn đang thị xã nha. Tiếp tục chuyển từ trên ô tô xuống. Vâng, bác vẫn đẹp không? Nhìn bác thì thấy tươi quá đẹp đúng rồi. Chính ra nó nhiều thế hệ. Quả nó quá đẹp không nhỉ? Quả xanh, quả hoa. Như cái chung quất mà anh ấy vừa bê đến là giá bao nhiêu? 350. À rồi, tuyệt vời. Đây ạ, à, những cái loại này là 350 ạ. À. Vâng. Đấy là những con to kia là 500. Đấy. Bác đã ủng hộ nhà cháu ấy ạ? À? Bác cũng như bác cũng ủng hộ. Đây đang quảng bá đây. Dạ vâng. Đang quảng bá cho những ai mà có nhu cầu mà quất để bàn. Dạ vâng. Đấy, quất chung quất vại là đến đây. Vâng ạ. À. Giá rẻ giật mình. Vâng, và với hàng quất này tôi cũng xin dừng cuộc video này và chuyển tiếp cuộc sau. Các bạn xem cái chung quất này xanh đỏ tím vàng có hết. Và không, nó nhiều thế hệ, nó chưa được lâu. Hoa lá lộc. Hoa lá lộc, chính xác. Đúng không, bọn mình mê ra để anh bày nó cái to lên nhá. Địa điểm này đẹp nhất thị xã rồi. Dạ vâng. Trung tâm rồi. Tới đây là có cái triển lãm ngày xuân ở trong ấy thì họ đi qua đây rồi.